À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Wa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của Đế quốc Hung Nô. Và ở tập trước thì mình đã tiếp tục cánh quân phương Bắc thì đã đốt phá hầu hết toàn bộ Bắc Âu rồi. Bây giờ mình tiến sang vùng đất của mấy anh dợ. Và tập trước thì mình đã vây nốt cái thành cuối cùng này của nó phía Bắc. Sau đó thì mình sẽ tiến xuống đây đốt tiếp các cái thành này. Mình sẽ đốt hết. Chỗ này bị đốt rồi mà. Nên là mình sẽ đốt hết khu vực này. Đảm bảo rằng bọn Bắc Âu này không có cơ hội phát triển lại nữa. Trận này quân nó đông lắm. Vấn đề là quân của nó rất đông. Đánh đơn chứ nhỉ? Đánh đơn thì không hay lắm. Nhất là khi mình đã có trong tay đội binh mạnh nhất của Hung Nô đây. Nó rất nhiều lính dìu, cơ hội cho cung thủ xạ kỵ của mình tấn công. À, đánh trận này mình có một cái thú vị cái là mình xe bắn đá của mình tự yểm trợ. Đôi khi phải đánh những trận nó hoành tráng nó mới sướng. Trận nào cũng chỉ 1-1 thì nó cũng không thú vị lắm. Quân đoàn của nó có tên là gì kia? Những con sói của Woodland, của rừng này. Những kẻ đi săn. Hạm đội của nó chắc chắn phải đổ bộ rồi. Trời ơi, tuyết rơi. Khô thoáng. Ui dồi ôi, đánh nhau ở Bắc Âu đúng thời tiết sợ thật. Chả ngu gì mà tiến tận lên trên đấy. Mình sẽ đứng ở khu dưới này. Nó không có nhiều kỵ binh, mình cũng không sợ lắm. Khu đất này không đặt được quân à? Bọn này là bọn chuyên tấn công vỗ mặt này. Chắc chắn chúng nó phải xông ra rồi, bởi vì là chúng ta có xe bắn đá. Địch nó tiếp viện này. Cho nó tiếp. Còn chúng ta tiếp viện ở đâu ấy? Vào từ cánh rừng à? Vào từ đâu cũng chẳng quan trọng, bởi vì là mình toàn đội này nó toàn kỵ binh. Tiếp đến đội sốc kỵ. Chưa hết chứ nhở? Còn chứ. Một đội nữa. Đây rồi. Ai già, chúng nó bắt đầu dàn quân ra đây rồi. Đợi chúng nó đến đông đông tí đã.
Mình còn cái xe bắn đá nữa mà. Chiến binh Bắc Âu tinh nhuệ. Có mấy con ngựa. Chosen Warriors tạm dịch có nghĩa là những chiến binh được tuyển chọn. Đâu vậy? Đây, đội kỵ binh mạnh nhất của Hung Nô đây, đội kỵ binh cận chiến mạnh nhất của Hung Nô rồi. Trông nó cũng thường thôi mà nhỉ? Tập trung chưa? Ăn đòn nha con. Bắn vào đây, bắn nó đúng giữa luôn. Mày không chịu lên à? Lên xem nào. Hai khẩu xe bắn đá kia chạy chắc mít mùa chưa tới nơi. Ủa, lạ cho một lúc là nát hết cả đám chỗ này rồi. Lên rồi. Không lên làm sao được. Chiến binh Bắc Âu à? Các chiến binh Bắc Âu à? À đây là thằng tướng này. Dã luôn. Đồng phết đấy, không đùa được. Enemy has discovered our hidden troops. Ok ok, đưa cái binh của nó này. Ngao đá này. Cúng tên nó này. Vào. Ngon thì vào đi.
Rót vào. Bắn vào đây. Thôi khỏi. Một thằng tướng ở đó. Dẹo. Rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Tất cả nó đều được trang bị cung tên. Ăn rồi. Chỗ này có mấy thằng bác sĩ. Xông lên, ôi, mấy thằng kiếm mình không chịu à. Bọn bác sĩ được kiếm không chịu được. Rồi xa kỵ lùi ra. Bọn đấy thì cứ để bọn này. Ôi đây rồi. Lùa. Lùa luôn. Lùa luôn. Sao phải sợ. Kìa đừng đứng lại. Không được đứng lại. Cho mấy thằng xạ kỵ này vào. Mấy thằng xạ kỵ này nữa vào. Lên. Tướng địch đã chết à? Ok chạy đi. Sao mấy thằng này nó cứ đứng lại thế này nhỉ? Mình bảo nó tiêu diệt đám này cơ mà. Rồi đám xạ kỵ rồi xông vào. Vào đây ăn đi. Kỵ rồi xông vào ăn luôn. Ai ơi. Wow. Hình như tí dẹo. Xong rồi. Trận đấu cũng tốn kém hết nhỉ. Có lẽ đội xạ kỵ của mình nó bắn tào lao hơi nhiều ấy. Hoặc là mình dùng nguyên cận kỵ thôi. Úi dồi. Tất nhiên trận này mình sẽ cướp đã, trong trận sau mình đốt. Kiếm tí tiền đã. Thời tiết đang xấu nên là mình cắm trại đó. Để hồi tí quân. Quân của mình toàn quân ngon. What do you want? Mà bây giờ mua quân xem nào. Một rank thôi. Cướp quý tộc. Xuất sắc tấn công kỵ binh. Xuất sắc chiếm đóng vũ khí tầm xa.
cung vào thằng này. Còn cái cung ác quỷ ấy cơ. Cái đội này mạnh mà nhỉ. Sao mình không dùng nhiều nhỉ? À đúng rồi, thanh thủ thời tiết đang như này, mình thanh lý bớt mấy cái đội này đi bằng cái đội kỵ binh đời cuối luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đội đấy tha hồ đi càn, càn cái binh của đối phương. Hung nô nó không có các đơn vị kỵ binh hạng nặng. Đặc điểm của hung nô nó là cơ động nên là nó không nặng lắm. Cánh quân phía Bắc thì ổn rồi, bây giờ đến cánh quân phía Nam. Hình như là mình đi hết cái lượt dưới này rồi. Quá lượt vậy. À, đảo qua xem tình hình bổ nhiệm các chức vụ này. Ổn. Thanh niên này 66 tuổi, trung thành hơi thấp à? Sáu ba tuổi rồi còn lấy chồng làm gì? Thằng nào mình vừa xem trung thành hơi thấp nhỉ, thằng này à? Rồi. Qua lượt đã. Ủa, mấy thằng La Mã kia nó kéo làm cái gì? Mà tại sao nó có một thành mà nó phun được ba quân đoàn nhỉ? Bọn này chơi hack tiền à? Mình mấy thành mình còn chưa nuôi được nổi hai quân đoàn chứ đừng có nói một. À, dăm ba mấy cái thằng Bắc Âu rồi. Chạy về đây, chạy đây anh giết lốt. Mày chết. Có thể mình sẽ thành lập thêm một hoặc hai quân đoàn nữa cho nó đi theo. Sau khi mình phát triển xong một cái quân đoàn nào mạnh lên nữa. Chứ bây giờ thì mình chỉ là... À, thằng khỉ này nó tuyên chiến mình rồi này. Thằng khỉ gió này nó tuyên chiến mình rồi. Ây da, à, lên bờ. Lên bờ tao giết từ thẳng một. Thất bại chí mạng. Kỳ hạn làm việc trung thành tăng 3 điểm, tốt. Kỳ hạn làm việc đã hết. Tiếp tục với bổ nhiệm. Thanh niên này chưa có vợ à? Thử đi xem có cái chỗ nào hỏi vợ được thì hỏi vợ cho nó phát nhỉ. Thăng chức cho cái thằng này đã.
39 tuổi. Được rồi. Hỏi vợ. Nhưng mà thằng nào mặt nó cũng đỏ này thì hỏi vợ cái gì? Sit, friend, and let us talk. Ôi ôi, mình có cả một đống con gái này. We can talk no more. Tăng đoán quyết, tăng thẩm quyền của người chồng. Cộng xảo quyệt cho người chồng. Con này còn 3 dòng luôn này. Nhà mình đông con thế nhỉ? Đông con nhiều cháu quá. Có cái đội này lắm kỵ binh này. God be praised. How can I help? Thirsty for battle. Tới nhá, xem phải di chuyển như nào, không là. Sword of my people. On our way. On the move, lads. Hai quân đoàn của mình đứng cạnh nhau thì khả năng cao nó không dám đánh. Share my fire. Mình sẽ xem tình hình nhá. How can I help? I will find their weakness. This mortal body is. Ủa, cái thằng này còn một cái sao nữa mà mãi không lên được. The ravens come. Yes, what? Now. I shall see them to their ancestors. Not what I intended. Ready for action. Thanh niên này lên nốt cái này lên nữa. Cái này 19 lượt nữa mới xong được. Ây da. Công cuộc của chúng ta còn dài quá nhỉ. Thanh niên này mò ở đây làm gì đấy. Ôi dồi ôi, toàn mấy thằng bác gì quá. Thời tiết đang xấu. Come, sit, share my fire. Thôi cứ qua lượt đã, mình đang mua quân mà. Đợi thời tiết tốt đã. Lên rank à. Rồi. Ba quân đoàn của La Mã kia chết rồi. Chạy vòng ra biển này. Úi xồi. Định ám sát mình cuối cùng dẹo. Ascum vẫn còn thì không phải đơn giản đâu. Chứng tỏ Sassanid vẫn chưa làm gì được khu vực châu Phi à. Ninja vẫn còn. Úi giời ơi, phản đam chết bầm mày đi. Lại chạy ra biển. Ô, mấy ông La Mã. Thời tiết ở phía Bắc không biết đã tốt chưa. Hiệp sĩ nổi tiếng. For the gods. Đủ quân để đánh nhau nhỉ?
Quánh thành. Rồi ô. Let them cower. Ready for battle. Thanh niên này sao xảo quyệt và cao thế nhỉ? Nó được cộng cái gì đó mà xảo quyệt nó cao nhỉ? Nó mới có tướng 4 sao mà. Cộng 3 sao. À. Mới có tướng 4 sao có nghĩa là nó mới cộng được có skill một chút xíu thôi mà nó được cộng xảo quyệt cao thế. Tốc độ di chuyển. Dĩ khí. Cộng 3 tốc độ di chuyển. Đang nghiên cứu dân sự. Cộng tiếp vào cái này đã. Khỉ thật. Mới có 27 tuổi, tuổi trẻ tài cao ghê nhỉ. Cho phép đánh đêm trên đất liền và trên biển. Ờ. Mới có tướng 4 sao mà mạnh hết. Xảo quyệt đã 6 điểm. Thẩm quyền 6 thả. Rồi cho một mình thanh niên này đánh là được rồi. Ăn. Với bản Rome 2 thì chúng ta công ngay, chúng ta còn được 3 cái xe leo thang. Nhưng bản này bắt buộc chúng ta phải xây dựng cái xe công trình công thành. Miền Nam còn có một cái nước nữa thì phải. Miền Nam của Ý có một cái nước gọi là nước Ý luôn. Khô thoáng à. Ôi dồi ôi. Mình sẽ dàn quân từ đâu đây? Vãi cả cái thành của nó thôi. Thực ra đi công thành cần nguyên cái bọn này cũng được. Rồi. Nhưng mà nguyên bọn đấy thì nó lại bí khi mà cần cơ động. Cần làm tường thì không có các đơn vị làm tường. Chứ còn để mà đập nhau thì nguyên bọn này nó đập cho chất. Đánh vào cổng này à? Mọi khi mình hay đánh cổng này mà. Mà cổng này chạy đến tướng mà nó gần hơn chứ nhỉ? Đúng rồi. Đứng ở kia chật hẹp quá. Được có cái pháo đứng ở trên cao này lã thì sướng không. Rồi. Cho pháo đứng ở trên đấy. Tướng đứng trên này luôn. Quân đứng trên đây. Có cái đỉnh núi tuyệt thế tội gì không đứng. Phá đâu. Lá đây cho anh. Ở đây 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 đây. Nó có xe bắn đá này. Đã chết xe bắn đá đây. Ôi ôi. Tường thành của nó tường cấp cao à? Rồi. Ở đây nữa này. Nhiều thế.
bắn sập một hai xe bắn đá mình rồi đấy. Biết thế dồn hết quân ra đây đứng. Ôi ôi, bắn đấy bọn này. Chưa cháy xe bắn đá nó à? Ô ô, mất cơ số xe bắn đá đấy. Bọn này có biết bắn không đấy? Ok kìa. Nó hết đạn rồi à? Thôi được rồi. Nó hết đạn rồi, phá thắt tường ở đây. Nó bắn hết đạn rồi, mình vẫn chưa bắn được phát nào. Đục được tường quả này vào còn vỡ mồm. Tiếng thét xung trận. Điều binh. Mình rất thích nhạc này. Thương vong một tí, trận này chắc phải lao thẳng vào rồi. Bắn đây cho anh. Cố gắng bắn sập tường nó xuống nhá. 85% tốt thế. Sập cái tháp canh là được rồi. Vẫn còn đạn. Mình chơi chế độ huyền thoại này mình không thể zoom gần vào quan sát được. Một phát nữa là cái tháp canh này cháy. Bắn xung quanh, còn mỗi cái này thì không trúng. Chịu chết. Ôi, tháp canh nó bắn mình rồi. Từ từ từ, chưa ra vào được.
Vào cái bắn ác quá. À cháy rồi. Sập tháp canh. Bắn nốt cái tháp canh này. Miễn làm sao mà chúng mày bắn sập được cái tháp canh này nữa là cho chúng mày hoàn thành nhiệm vụ. Đây rồi, cổng thành. À thôi không cần, bắn đạn nổ vào bọn này cho anh. Tháp canh nó sập rồi. Rồi, giã đạn nổ ở đây. Follow me. À. Ôi tôi chết rồi. Nhưng thuyền pháo nó lã mà không để ý này. Vãi trưởng nhờ. Đổ bộ lốt đi con. Cho nó đổ bộ lốt. Chết bao quân mình đây. Chắc chắn nó phải đổ bộ rồi. Được đấy. Ồ. Sao mình thì bắn không tới được. Ôi rút vào đây. Mẹ. Quá là trưởng. Khổ pháo hạng nó được đấy nhỉ. Kiểu này không được rồi, phải cho kỵ binh ra bắn pháo hạng nó rồi. Không chịu vào bờ, nó không chịu treo lên trèo lên bờ đâu. Ồ. Vãi quân mình bị bắn rát quá. Mày chim. Mày không vào bờ mày cũng chết nhá. À, vào bờ à? Cho mày vào bờ luôn. Còn được mấy thằng. Chết tại chỗ luôn. Rồi. Này nó phá hoại quân của mình hơi ác. Nó mới thú vị chứ, trận nào cũng thắng một cách easy quá thì nó nhạt. Rồi. Rồi vẫn bắn tên à? Thôi, nó chết rồi. Vẫn bị tên bắn à? Con nào bắn nhở? Bắn tên lại bắn xa thế. Ừ.
nó toàn mấy thằng cung tên mà xông sứ vào luôn. Chẳng qua mình chờ mỗi đội bộ binh này xông vào kịp. A unit's ammunition is spent and it can no longer fire. Ai già, bọn trường cung của dợ bắn xa gớm nhỉ. Ai già. Nhanh xử lý được bọn ngựa này là xong. Ui, ui, quân của mình thiệt hại nặng phết nhỉ. Thành của nó thành cấp cao ha. Bắn đạn xuyên giáp cho anh. Ăn. Rồi, được rồi đó. Mày bắn cung, mày thích bắn cung, mày thích bắn cung không? Vào. Bắn bọn này. Ôi, trận này thiệt hại hơi bị nặng. Tháp canh đây nó bắn cho nữa. Thấm đòn trận này. Giết bọn gì của nó. Rồi. Cảnh nó bắn được cái giáp thế. Chạy đây. Dìu thì quay lại à? Vào đây. Vòng nặng ghê, thành nó to. Nó có nhiều máy bắn đá, tháp canh nó nhiều thế. Chính ra cái bọn ngựa này nó nhẹ mà nó cơ động nó chạy rất nhanh chứ nhỉ. Quá bức từ này. Rồi. Ở đây, tháp canh nó bắn cho chết. Thật. Trời ơi. Càng về sau này càng khó đấy. Tại sao mình vẫn dùng cái lính đời 3 mà mình không dùng cái đội tầm speed đời 4? Bởi vì là thực ra công thành thì các bạn cũng không cần lính speed. Lính speed để khi mà bạn đánh chân bộ thôi. Mà đánh chân bộ thì mình hay dùng kỵ binh hơn. Nên là tại sao mà mình không hay dùng lính speed của Hono là vậy.
Rồi. Đây đây. Lại bị cái tháp canh chỗ này nó bắn cho đúng không? Vãi thật. Mấy bác lông dân này sắp chuẩn bị ra để chống lại. Ai à, lông dân kìa. Ơ à, lông dân ra cản này. Ôi, chúng ta đi thảm sát dân thường à? Ui, thảm sát dân thường. Ai à. Ai à, ái à. Ui ôi. Xưa là dọc đến nhà đàn bà cũng đánh à. Ai già nó lém mình hơi thấm đấy. Đẫm máu quá. Tàn sát rồi. Chúng ta chơi hung nô mà không đi tàn sát thì nó nghe nó không đúng kiểu đúng không? Ở đây chẳng có liên quan gì vấn đề dân chủ nhân quyền đây hết. Ở đây chỉ là chiến tranh. Và đây là thời kỳ mà không có quyền queo gì hết. Bởi vì đây là năm 400 sau công nguyên chứ không phải năm 2000. Để mà đòi hỏi mấy cái thứ đấy nhé. Sổ. Rồi. Chiến thắng sát nút à. Mình bị quân đổ bộ nó bắn, thuyền pháo nó bắn dã man quá. Mà cái bọn trường cung Bắc Âu này bắn ghê nhở. Mình coi thường bọn trường cung Bắc Âu này mình cũng trả giá đắt. Cắm trại phát cho thanh niên này đốt phá này, san bằng nó cho anh. Ui dồi, còn một thằng ở phương Nam nữa, còn tỉnh hai ba tỉnh nữa. I shall see them to their ancestors. Oh yeah. Yes. I will end them. This was not the success. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình.
Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.